Đặt bàn thờ chỗ này có thể khiến tán gia bại sản. Bàn thờ là nơi thờ cúng tổ tiên, thần linh, thường được đặt ở chùa chiền, đền điện, công ty và trong nhà ở. Đây là nơi linh thiêng không được tùy tiện xâm phạm. Việc xác định kích cỡ, chất liệu và vị trí bàn thờ cũng luôn cần suy xét, bởi đặt sai chỗ sẽ mạo phạm thần linh. Nhẹ thì mắc bệnh hoặc hao tẻ tốn của, nặng thì phá sản, gia đình đổ vỡ hoặc tuyệt tử tuyệt tôn. Vì vậy khi chọn vị trí đặt bàn thờ, có một số kiêng kỵ mà chúng ta nhất định phải tuân theo. Thứ nhất, bài vị trên bàn thờ không được đặt sát tường. Đặt bài vị sát tường sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ vận mệnh cả đời của con cháu. Vì vậy, luôn phải để một khoảng trống nhỏ giữa bàn thờ và bài vị tổ tiên. Ngược lại với bài vị, tượng thần Phật phải được đặt sát tường mới tốt. 2. Bên phải bàn thờ không được đặt đồ điện. Đặt đồ điện bên phải bàn thờ sẽ vạm vào sát khí của bạch hổ, dễ xảy ra chuyện không may. Bên phải bàn thờ nên đặt một đôi tỳ hưu hoặc long quy, có thể hóa giải sát khí, cải thiện môi trường phong thủy. 3. Bên trái bàn thờ không được bừa bộn. Phía bên trái bàn thờ nếu như để bừa bộn hoặc có thùng rác hay các vật ô uế sẽ gây ảnh hưởng đến vận thế, sức khỏe và sự nghiệp của gia đình. Người chịu ảnh hưởng lớn nhất là con trai và người đàn ông trong gia đình. Vì vậy, bên trái bàn thờ phải giữ gìn sạch sẽ và quét dọn thường xuyên. Thứ tư, phía dưới bàn thờ không được để đồ. Phía dưới bàn thờ cần được giữ sạch sẽ, không được chất đống đồ đạc ở dưới. Nếu có thì chỉ nên để một chiếc la bàn. Đặc biệt chú ý không được để đồ điện và các và bể cát, vì sẽ làm tinh thần gia chủ bị sa sút, tài sản hao hụt. 5. Bàn thờ không được gần phòng vệ sinh và phòng bếp. Bàn thờ sát phòng vệ sinh là tội không tôn trọng thần linh và tổ tiên, sẽ gây ra các bệnh về vấn đề sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Nếu phía sau bàn thờ là bếp thì sẽ gây hỏa sát rất nặng. Vận thế của gia đình sẽ không ổn định hoặc giảm sút, ảnh hưởng đến phong thủy khác của gia đình. Trong trường hợp này, tốt nhất là đặt lại vị trí bàn thờ. Nếu không, đặt ở vị trí khác thì phải cách một khoảng không gian giữa bàn thờ với phòng vệ sinh hay bếp. Tốt nhất là nên đặt 6 sâu tiền lục đế để hóa giải. Thứ 6, bàn thờ không được xung với cửa. Nếu hai bên bàn thờ xung với cửa hoặc đường cái, có thể ảnh hưởng đến vận thế và sức khỏe của cả gia đình, dễ thì bị tiểu nhân hãm hại. Vì vậy, nếu bàn thờ xung với cửa, dù là cửa phòng, cửa chính hay cửa bếp, cửa nhà vệ sinh hay đường thì cần đặt tấm bình phong để che chắn. 7. Hướng của bàn thờ không được ngược lại với hướng của nhà. Nếu như hướng của bàn thờ ngược với hướng của nhà, sẽ khiến cho gia đình không hòa thuận, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến việc không có con nối dõi, vì vậy phải đặt vị trí bàn thờ để hóa giải. 8. Bàn thờ không được đặt giấy xà ngang. Nếu xà ngang trên trần nhà ở ngay trên bàn thờ sẽ sản sinh ra sát khí áp lực, khiến cho các thành viên trong gia đình đau đầu, thần kinh suy nhược, nặng thì khiến vận thế trong gia đình ảnh hưởng, do đó cần đặt bàn thờ ở nơi khác hoặc bỏ xà ngang. Trên đây là không nên đặt những bàn thờ ở những vị trí này vì có thể khiến gia chủ tán gia bại sản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.